ớt. Quá trời màu nè. Nay chị hai làm cái lẩu gì chị hai? Ớt, lẩu ớt. Lẩu ớt à? Lẩu thái ớt. Dạ rồi. Rồi, mời cả nhà luôn. Dạ. Mời cả nhà. Ăn rau cẩy nha. Cái đó là muối ớt, còn này nó bánh à. Chín rồi. Sao nãy giờ không chín thì giả ra chạy vô. Trời ơi, được luôn hả? Mình đã chứ bỏ uống chạy. Dạ. Cơm đạt. Rồi nó đâu? Vô ăn cơm nè mày. Đã quá, nên chị hai đẩy mấy cậu cháu mấy anh em mình nồi lẩu ớt. Quá trời ngon. Quá ngon cái rồi. Đây cái ớt. Còn không, cũng quá không chạy đâu tiêu. Chạy đi ra vậy. Để xuống dưới một cái gì hay là vô rồi. Ừ, nuốt cũng hết.